Chào quý vị, mời quý vị xem bản tin cuối ngày của báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy ngày 3 tháng 8, bản tin gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư. 4 ủy viên Trung ương thôi chức. 11 tỉnh miền Trung Tây Nguyên có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Chùa cầu Hội An khánh thành sau thời gian gây tranh cãi. Rau muống xào, ốc hương lọt vào top 100 món xào ngon nhất thế giới. Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Hương Ly trình diễn thời trang trên giày cao gót cao 30cm. Sáng ngày 3 tháng 8, tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 với số phiếu tuyệt đối. Sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khẳng định kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã gây dựng. Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra ngày 3 tháng 8, trong phiên làm việc buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét đơn xin thôi giữ các chức vụ của một số lãnh đạo cơ quan trung ương và địa phương. Đó là Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Chủ Văn Lâm. Những lãnh đạo này đã vi phạm các quy định của Đảng trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và các quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, bốn nhân sự trên đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công. Chiều 3 tháng 8, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Quảng Nam đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Đây là các khu vực đã có mưa vừa, mưa to đến rất to trong 2 giờ vừa qua. Dự báo sẽ tiếp tục mưa lớn với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40-60mm, có nơi trên 90mm. Mưa lũ hoặc dòng chảy có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Chiều tối 3 tháng 8, nhân sự kiện giao lưu văn hóa Hội An, Nhật Bản, di tích chùa cầu Hội An đã chính thức khánh thành và đón khách sau 19 tháng trùng tu. Từ rất sớm, người dân và du khách đã tranh thủ đến đây để tham quan check-in. Chùa cầu đã tồn tại 400 năm, trải qua 7 lần tu bổ, lần trùng tu mới nhất khởi công vào cuối năm 2022 với kinh phí 20,2 tỷ đồng. Công trình chùa cầu đã hoàn thành một cách bài bản, khoa học. Dự án tu bổ di tích chùa cầu đã đạt được những thành quả tốt đẹp như đã bảo tồn được tối đa các giá trị về mặt kiến trúc, lịch sử, văn hóa, mỹ thuật của di tích, đáp ứng sự mong mỏi của những ai yêu mến và trân quý công trình có kiến trúc giá trị đặc biệt này. Sau khi trùng tu, chùa cầu nhận nhiều ý kiến trái chiều của người dân và cộng đồng mạng. Điều này cũng khiến du khách tò mò đến tham quan, ngắm nhìn diện mạo mới của di tích. Thấy là cái trùng tu lại rất là đậm đà bản sắc dân tộc của Trung Nam Bộ. Từng những hoa văn, từng những cái màu sắc nó hài hòa, đường nét với nhau và tạo nên một cái kiến trúc du lịch thu hút bà con địa phương, cả thế giới đến đây và tham gia du lịch. Chùa cầu là một trong những công trình kiến trúc hiếm hoi của người Nhật Bản còn sót lại tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1990. Trang ẩm thực nổi tiếng thế giới Tay Atlas vừa công bố danh sách 100 món xào ngon nhất thế giới. Trong đó, ẩm thực Việt Nam có 5 món xào được vinh danh, gồm rau muống xào tỏi, phở xào, miếng xào cua, su su xào tỏi, ốc hương xào. Trong đó, rau muống xào tỏi đứng thứ 17, cao nhất trong các món Việt có trong danh sách. Rau muống xào tỏi. Rau muống xào tỏi là món ăn quen thuộc của Việt Nam, dù là với miền nào. Món này chỉ có hai nguyên liệu chính là rau muống và tỏi, cùng một số gia vị nêm nếm. Ngoài giá thành rẻ, nguyên liệu dễ kiếm, việc thực hiện rau muống xào tỏi cũng khá đơn giản, nên món này khá phổ biến trên mâm cơm của người Việt.
phở xào. Đứng thứ 31 trong danh sách là món phở xào. Phở xào có các thành phần tương tự như phở nước, là bánh phở và thịt bò, gà hay hải sản, nhưng được xào chín thay vì chan thêm nước dùng. Nếu như món phở nước chỉ đi kèm một ít rau thơm, thì trong món phở xào thường sẽ có thêm một ít rau củ quả. Miếng xào cua. Trong danh sách 100 món xào ngon nhất thế giới, món miếng xào cua xếp hạng thứ 72. Miếng xào cua là món ăn ngon, đủ dinh dưỡng, rất dễ làm. Đúng như tên gọi, nguyên liệu chính của món là miếng và cua. Thành phần đi kèm có thêm một ít nấm hương, mộc nhĩ. Thành phẩm món này trông khá bắt mắt khi được trang trí thêm vỏ cua bên trên cùng hành lá. Su su xào tỏi. Món su su xào tỏi xếp ở vị trí thứ 75 trong bảng xếp hạng 100 món xào ngon nhất thế giới. Để chế biến, quả su su thường được thái thành các sợi mỏng, sau đó xào với tôm khô trong dầu, tỏi và nêm một ít nước mắm. Giống như rau muống xào tỏi, món này rất dễ thực hiện, giá thành lại rẻ. Ốc hương. Ốc hương xào được Thai Atlas vinh danh ở vị trí thứ 78 trong bảng xếp hạng. Những con ốc hương thường được xào trong chảo lớn với các loại nước sốt. Tại Việt Nam, ốc hương xào tỏi, xào bơ, xào trứng muối là ba món phổ biến nhất. Thịt ốc hương nhiều dinh dưỡng, cộng với các loại nước sốt thơm ngon, khiến đây là món được rất nhiều du khách thích thú. Đây là màn trình diễn khiến người xem không khỏi bất ngờ, thậm chí hồi hộp trong sự kiện Nails Day 2024 diễn ra tối 2 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Ngọc Châu và Á hậu Hương Ly trình diễn trang phục cầu kỳ, được dựng form thủ công trên chất liệu Sherwin Nhật Bản và đính nhiều đá mẫu nail lên. Thử thách lớn nhất của Ngọc Châu và Hương Ly tại show diễn lần này là việc trình diễn trên đôi giày cao gót được chế tác riêng cao khoảng 30cm. Đôi giày cũng khá nặng vì có nhiều chi tiết cầu kỳ. Nhờ kinh nghiệm trình diễn lâu năm, cả hai dễ dàng di chuyển trên sân khấu, thậm chí bước xuống các bậc thang. Nhiều khán giả có mặt tại sân khấu hồi hộp, bất ngờ và dành nhiều tràng pháo tay cho hai người đẹp. Ngoài ra, trong đêm này, nhà thiết kế Lê Long Dũng và thân Nguyễn An Kha còn mang đến một số thiết kế khác trong bộ sưu tập Coin of Galaxy, sử dụng những gam màu nổi như vàng, đỏ, trắng, cam, ánh bạc. Điểm nhấn của bộ sưu tập là những đường xẻ tà cao, đến đá lấp lánh, chi tiết cut out. Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập đều được kết hợp với một tác phẩm nails.